Cả nhà. Bây giờ là 8 giờ ngày 18 tháng 12 năm 2018. Theo lời yêu cầu của các bạn trên mạng kêu là ngày nào mình cũng phải lên cái clip để cho các bạn theo dõi ha. Đây ngày nay là bắt đầu tiếp tục là mình sẽ huấn luyện chim diều trắng qua tay. Ngày thứ hai nha. Diều trắng bổi qua tay nha. Giờ trước mắt mình quơ qua tụi nó cho các bác coi nha. Giờ nó đang đứng im đây hết nha. Đây. Đây, nguyên một bầy đang đứng im đây. Đây là diều trắng bổi nha. Diều trắng bổi không nha. Chỉ có một con non này thôi nha. Con non này lát nữa mình sẽ cho nó ăn sao. Đây con non này có bác nào có nhu cầu thì cứ alo nha. Còn đây là đại bằng ưng nha. Đại bằng ưng rất ngoan nha, hiền, rất hiền nha các bác nha, hiền lắm. Con này mới về ngày qua nha. Cũng có mấy anh em đặt giá mà trả chưa cho giá cho mình chưa bán thôi. Còn đây là diều ấn nha. Lát nữa có khả năng mình cũng sẽ tập cho nó qua tay luôn. Ui nó dướng dây mình luôn. À, còn cái đây là không biết con gì, con này nó hung dữ lắm. Nó gặp cúc bay là nó đớp liền à. Còn kia đại bằng hoa nha. Bây giờ bắt đầu mình sẽ cho nó ăn nha các bác nha. Mình tập cho nó qua tay. Tập cho diều trắng bổi qua tay ngày thứ hai nha. Mình hứa các bác là một tuần lễ sẽ qua tay. Nhưng mà giờ nó mới có 4 ngày là mình cho qua tay ngày hôm qua rồi. Nay bắt đầu mình tiếp tục cho qua tay nha. Quá không được. Đây nào đó. Thấy không ta? Cũng khả năng không thấy rõ. Rồi vậy đi ha. À. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cho con diều trắng này lên trước nha. Tập từ con thôi. Đáo, cắn nó. Em tập từ con sao mà. Nha các bạn, tại vì nó một bầy anh, mình đu qua bầy nó sẽ bay qua, nha. Càng xong tới xa, rồi mình sẽ đưa lên một con luôn. Thank you.
Rồi, bắt đầu mình cho ăn nha các bác nha. Yeah.
Mua cái chiếc điện gửi xuống cái chỗ.